Sáng ngày 20 tháng 7, Ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Sông Công tổ chức hội nghị tiểu ban văn kiện diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023. Hội nghị tiểu ban văn kiện nhằm triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị xây dựng hệ thống văn kiện diễn tập khu vực phòng thủ của tỉnh, quán triệt phân công chi tiết nhiệm vụ tới các thành viên tiểu ban văn kiện diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Sông Công năm 2023. Tại hội nghị, các thành viên tiểu ban văn kiện thảo luận các nội dung liên quan đến nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ, bao gồm phân công chỉ đạo soạn thảo văn kiện trong diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Sông Công năm 2023, hướng dẫn đôn đốc các cơ quan đơn vị địa phương xây dựng hệ thống văn bản văn kiện chỉ đạo điều hành diễn tập, xây dựng ban hành các văn bản hướng dẫn cho các đơn vị địa phương vận hành cơ chế và thực hành các nội dung thực binh theo đúng ý định, đạt kết quả cao, an toàn tuyệt đối. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh, diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Sông Công năm 2023 là hoạt động chính trị đặc biệt quan trọng của thành phố, trong đó tiểu ban văn kiện là tiểu ban quan trọng, xương sống của diễn tập. Do đó, các thành viên cần tiếp tục quán triệt, nắm chắc nhiệm vụ kế hoạch của ban chỉ đạo để chuẩn bị tốt các nội dung của cuộc diễn tập.